tháng 9 năm 1940. Trong những ngày mà một số đông dân Hà Nội về quê, giá thực phẩm ở thành phố thốt nhiên hạ hẳn đi. Người ta đã tưởng Hà Nội lại sắp được sinh hoạt rẻ hơn như mấy năm về trước. Nhưng cái rẻ ấy chỉ là cái rẻ trong 10 ngày. Gần đây, các bà, các cô đã lần lượt trở về Hà Nội với lũ trẻ, làm số dân thành phố lại tăng lên như cũ, và giá sinh hoạt cũng theo đó mà tăng. Có một điều mà các ông chồng Việt Nam đều lấy làm hả hê, là các ông được thấy các bà nội tướng của mình đều da đỏ, má phính cả. Cái đó cũng dễ hiểu. Các bạn gái Hà Nội còn có bao giờ về ở thôn quê hàng tháng như dạo vừa rồi? Trái hẳn với phụ nữ thôn quê, các bà Hà Nội xa con còn được, chứ xa chồng thì một tháng cũng bằng 10 năm. Vì còn ai ở lại để ghen cho? Còn các cô cũng lại sợ Hà Nội sẽ thiếu mất cái cảnh tưng bừng ngày Chủ nhật trong những ngày các cô xa vắng. Không khí nhà quê tốt thật. Ông Đốc này tấm tắc khen. Ở nhà quê ăn uống xô xa có khác. Ông Tham kia tưởng dạ dày bà vợ đã thay đổi nhờ ngô khoai. Các ông đã quên, không nhớ rằng sự gầy yếu của các bà Tham, bà Đốc của các ông đã do ở một uốn nắn cách ăn ở từ thuở nhỏ. Phần đông các bạn gái Hà Nội ăn uống thanh cảnh quá và đã tưởng là thanh cảnh như thế mới sang trọng. Nhắc đến cái Hà Nội từ ngày xửa ngày xưa, người ta vẫn còn nói mãi. Đàn bà Hà Nội mà ăn thì cái giá cũng phải cắn làm đôi. Mà ăn thanh cảnh nhất, ăn làm khách, nhất là đàn bà ở phường Đông Các. Ngày nay, cái lối ăn thanh cảnh ấy vẫn còn nhiều đệ tử. Trong số những cô muốn gầy, muốn giữ cho người có lai. Chị ạ, độ này em đẫy quá đi mất. Người ta thường thấy những cô con gái Hà Nội 100% giơ cánh tay gầy nhẳng của mình cho bạn nắn. Cái quan niệm về đẹp của phần đông phụ nữ Hà Nội như thế đó. Muốn là một người đàn bà đẹp, điều kiện trước nhất là phải cao và gầy. Dáng điệu làm sao phải cho thướt tha như cây liễu. Có thể nói chắc chắn, không sợ các bạn gái cải chính, là phụ nữ Hà Thành rất sợ béo, mà sợ nhất là cái bụng xệ. Nhưng các bà, các cô có ngờ đâu, trong thế giới đã có nhiều nơi người ta rất chuộng bụng to. Đây tôi xin kể qua để các bạn gái nghe và cam đoan rằng những chuyện tôi kể sau này là những chuyện đúng sự thực 100%. Ở gần ta đây, ở đảo Hawaii trong Thái Bình Dương, nếu muốn được người ta kể mình vào hạng mỹ nhân và được mọi người kính nể, phục tùng, trước hết, người đàn bà phải thật béo tròn, béo trục. Câu, những người béo trục, béo tròn, ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày, của nước ta đối với dân Hawaii chỉ là một câu vô nghĩa. Người đàn bà đảo này lúc nào cũng cố gắng hết sức tầm bổ để được thật to lớn, đẫy đà. Béo, tức là tỏ cho người ta biết là mình có một địa vị sang trọng trong xã hội. Còn gầy còm là thuộc hạng nghèo khó, không phải thuộc dòng sang. Ở Hawaii, chỉ cần nhìn xem người đàn bà béo hay gầy là có thể biết được địa vị người ấy trong xã hội.
theo con mắt những người ở Hawaii, người đàn bà nào bụng sệ mới là người tuyệt thế giai nhân. Cô con gái nào lại mảnh dẻ, thướt tha, thì ôi thôi, tha hồ mà gian truân mới kiếm được một mụn chồng. Ở vài nơi tại Ấn Độ cũng vậy. Muốn nên một người quốc sắc, trước hết người đàn bà phải thật đẫy đà, da thịt mỡ bóng. Theo quyển Thánh Kinh Manon của người Ấn Độ, quyển này có thể coi là quyển luật lệ về ái tình cũng được. Người con gái nào dáng điệu yêu kiều như một con voi non mới là người đẹp. Ở Ả Rập, người ta cũng chuộng những người đàn bà to béo. Ngày nay, người ta vẫn còn nhắc lại, người vợ trẻ nhất của Mohammed đẫy đà đến nỗi lúc nào cũng phải có hai đứa thị tỳ xốc nách, vì hai chân nàng không còn mang nổi người nữa. Cũng vì thế mà người phụ nữ Ả Rập đều cho rằng có béo tốt như người vợ trẻ của nhà tiên tri thừa xưa mới là thật đẹp. Hình như ăn sữa lạc đà bụng hay sệ, nên đàn bà Ả Rập rất chăm ăn thứ sữa này. Đó là mấy nước ở Á Đông ta. Ở Phi Châu, có nhiều dân lại ham chuộng sự to béo hơn nữa. Họ cho rằng người nào béo trục, béo tròn là có tướng làm vua. Ở bộ lạc Malabelet, kẻ thường dân mà dám để mình to béo, để mình có cái bụng chống cái, tức là có ý muốn đoạt ngôi vua, tức là có ý khởi loạn đó. Vua phái ngay quân đi tiêu trừ kẻ phiến loạn ấy, kẻo mà cái bụng ấy ảnh hưởng đến nhân dân thì ngôi báu khó mà giữ được. Ở nước người, to béo có quan hệ như thế đó. Về sự béo gầy, người ta có thể nói đàn bà Ả Rập và đàn bà Hà Nội là hai thái cực. Vừa rồi, nhiều đức ông chồng Hà Nội đã được thấy các bà nội tướng của mình có nước da đỏ hồng và đôi má phính sau những ngày về quê. Bây giờ, có lẽ các ông chỉ có việc khuyên các bà nên ăn uống kiểu thôn quê, nghĩa là nên ăn một cách giản dị như người dân quê, đừng thanh cảnh quá, đừng cao lương mỹ vị nhiều quá, và không nên nhất định bao giờ cũng chỉ thở thứ không khí của chốn kinh kỳ. Chỉ cách ấy, các bà nội tướng của các ông sẽ luôn luôn có đôi má phính và nước da đỏ hồng như mấy chị hàng hoa ngọc hà. Nhưng nói thì nói vậy, chứ cái thứ vệ sinh này là cái thứ mà các bà không bao giờ chịu hiểu. Mà vì lẽ gì, ai cũng đều đoán được. Hà Nội đã dùng thứ đèn phễu có miếng sắc ngăn dưới, làm cho ánh sáng chỉ có thể chiếu được lờ mờ. Những ngọn đèn ở các cửa hàng, người ta cũng che bằng mảnh giấy xanh hoặc giấy tím để giữ ánh sáng chỉ có thể quanh quẩn trong ngưỡng cửa. Hà Nội ở trong một bóng tối êm dịu. Nhưng thật, nó không êm dịu cho mấy chú khách ở hàng buồm tí nào. Các chú đã thuê mắc những bóng xanh, bóng đỏ để làm tôn trọng mấy chữ Trung Thu Nguyệt Bính. Nhưng rủi cho các chú quá, thành phố mới ra lệnh tắt đèn, các chú buồn thiu, đành cho chạy những đĩa hát ly tô. Thật ra thì dân Hà Nội đã quen với những cảnh phòng không. Nhiều người đã thấy cái tối trời ở Hà Nội là dễ chịu. Có lẽ từ lâu lắm, bây giờ người ta mới lại được
thấy trăng thu chiều xuống thành phố, những ánh sáng mát rượi và nên thơ. Thật thế, có trăng xuống là có thơ ca mộng. Hà Nội tuy không phải Venice, không nước và cũng không thuyền, nhưng dưới ánh trăng thu và trong những bóng tối lờ mờ, người ta đã thấy những cặp khoác tay nhau nói cười khúc khích. Đi chơi tối ở Hà Nội bây giờ, người ta đã thấy thú vị đặc biệt. Nhiều người xưa nay không bao giờ lãng mạn, bây giờ cũng hóa lãng mạn ít nhiều. Đó là quang cảnh Hà Nội trong một đêm thu phân 1940.